Ủa mà mình đợi đợi xe kia hay sao đó? Tới rồi. Ê, xe đó là xe đưa dao. Tới rồi, đó xe bự đó. Cái này kìa. Nghĩa phụ là đi vô là cầm mâm rượu mà. Nghĩa phụ quyền lực lắm đó. Quyền lực lắm. Không có cụ là không yêu. Đừng có nhăn nè, Khải, từ từ thôi, chứ còn nữa nửa tiếng thôi. Ai chạy ôm cho mình nè. Lớn cứ vô. Rồi. Rồi dầm mâm nét nét vô cho cái khách người ta đi tới thì vô đi. Rồi dầm mâm đi sao? Rồi khách đi tới đi, mấy người không có mâm vô luôn. Tôi để đứng vô ha, một người đây đi vô đứng đi đi. Rồi chú vô luôn rồi chú. Rồi, mấy người không có mâm vô. Vô luôn quá không? Rồi, ông phải mang nặng nề. Mang vô nó hả? Dạ. Gì? Nó đứng hoài, đi. Rồi chú để vô luôn, cho cái đó đứng lại. Ok. Vô luôn, đứng ngang như đứng ngang. Đứng đây đứng ngang. Rồi ok, vô luôn. À đứng nói chuyện nhìn nhau xíu đi, vô nha, chào nha. Cái đuôi tấp tấp vô chút xíu này, vô chú ghé cái đuôi. Ừ, cho thấy. Rồi chú ghé nhìn đây nè chú ghé. Rồi cái này cởi nha chú ghé. 2 3. Rồi kéo mâm nè. Chú chú từ 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 chú từ từ. Rồi các bạn ơi, nhìn đây các bạn ơi, em gái. Nhìn đây cái đó nha, đúng rồi, ok. Rồi, chuẩn bị mình trao từ từ qua đây, bên kia cho trước nè. Nhẹ nhẹ nghe, để nặng nha. Rồi, trao qua. Rồi, giữ nguyên luôn, em gái. Rồi, ok, giữ nguyên nè. Rồi, ok. Rồi, đi từ từ vô chú. Nặng nghe. Chú ghé đi vô nó rồi. Rồi đi vô chú ghé, từ từ nhìn máy chú ghé. Nhìn ra thẳng chú ghé, thẳng. Rồi ok. Rồi mâm vô luôn nè. Rồi mâm đi vô đây. Rồi mấy em cứ đứng đó đi. Lấy máy gì lấy cầm luôn. Dạ.
Nó xong tới cái phần cái buổi lễ hôm nay thì tôi cũng xin phép và có tiếng đó thì tôi xin hội đồng của Phương Thanh trong cái buổi lễ nó thành công đẹp. Ai tham gia thì đang để cho cháu nó ra mắt ông bà bác cố, thứ hai là ra mắt ông bà hiện tiền, phần thứ ba là cái phần xin phép cái dở mâm chầu cho cháu đi dở mâm chầu. Và nhà cha công bố về lễ viết dầu tỉnh tập và đó thì chắc là họ cũng có tên để cho nó có phải quan trọng thêm. Vậy chứ giác thì lại được đâu. Cầm đi em này, giữ đi rồi mày. Mày cái nào, con nào. Ok, rồi cảm ơn mày. Bây giờ để tiếp theo là giai cấp ông á, thì bây giờ đại diện ông là uống một cốc rượu là chung vui lễ đi. Vậy đó nó xôm mới mau chút. Ông đại diện mày cũng nha mày, ông đại diện. Đại diện cho là ông á. Ông ba này ly ông đâu có thắm. Cái mặt bị nắng cái ơi. Đây này đây. Qua đây này qua đây nè, nắng. Đứng trong đây. Ờ đúng rồi, tại vì bị nắng như vậy. Rồi được đó. Rồi. Qua đây chú ơi. Rồi vô luôn ba. Rồi cảm ơn ba. Chào mấy bà có thiếu ngại không? Ông hôm qua các bà nào mà cái qua rồi cái phần khô quá thôi, cái này tôi xin là dừng cái phần ra mắt ông bà anh thiền phần tôi xong dừng lại cho ông đại diện nhà trai cuối cùng rồi các bạn cho cháu dâu ra để cùng hỏi nhà trai mình làm lễ hai bên dạ ra mắt thi xong chưa thôi thôi đừng ngã đầu quá, đừng ngã đầu quá, trả lời là đó là đẹp rồi đó. Rồi, bước ra chú ghế nè. Rồi, chú ghế đưa tay vô đi chú ghế. Đưa tay vô, rồi dẫn đi. Đây, bỏ cái hai giấy ra đi chú ghế. Rồi, giữ nguyên cái này, giữ nguyên cái này. Đóng rồi, giữ nguyên cái này. Chắc đi, chú ghế đi, chắc đi xíu nè. Nhìn cô dâu đi, nhìn cô dâu đi. Rồi thì cô dâu cởi đứng ngay, cởi lên để lên cái ơ đó. Rồi, chỉnh cô dâu ngay đi chú ghế.
Rồi đứng đối diện nhau đâu có giống vậy. Rồi 1, 2, 3, cuối đầu nè, cuối đầu kìa. Cuối đầu, cuối đầu. Quá trời hôi rồi. Rồi tặng tặng bông, tặng bông vô đi chú kìa. Rồi quá trời rồi, đừng có ưu phan, xịt tao ngu. Kiểu, rồi rồi, xong đứng đối diện nhau đi. Rồi, ok, xong. Xét vô, xét vô, xét vô. Xét vô, ngã đầu vô luôn, ngã đầu vô, xét vô. Rồi, vô hết cái, vô hết cái. Rồi, nè, 2, 3. Rồi, ok. Đó là cây bông nè. Không qua không rủ đi đưa dâu. Quay qua đây. Rồi thôi người qua, xin người qua xíu. Đi vô thay người cái đây nè. Rồi ok. Rồi thẳng ra ngoài của dâu. Nhìn thẳng ra ngoài này của dâu, ra ngoài này giữ lại cái nè, giữ lại cho mình chứ. Giữ hai đây này, hai đây không, hai đây không. Thôi xây người ra ngoài xíu rồi. Rồi ok. Điều qua, điều qua, điều qua. Hai ba. Rồi, đưa bông cho chú gãy đi. Chú gãy cầm bông bự lại. Hết đầy đủ hả? Chú gái cầm con bự, chú gái cầm con bự chú nghe. Chú xem coi ngoài chú không? Sát cho chú gãy nè. Rồi đó, đó, đó. Cười lên chú gái, cười lên mình căng thẳng quá rồi. Rồi con dâu rồi, đó, đúng rồi, dính nè con dâu ơi. Chắc người dâu, chắc người cũng hết rồi. Chú gái còn chút. Rồi ok. Rồi đây chú gái, cười nè con dâu ơi, 2, 3. Rồi cảm ơn nhiều. Xong đến hai đứa mình tiếp chứ không? Phần ra chơi vui nó xong, phần kế tiếp là phần giỡn mâm cầu. Vậy thì khu mâm cầu thì kính mời đại diện hội nhà gái mình hướng dẫn giỡn mâm cầu. Luôn luôn ra một bước nghe cái chiếc của nhà bài giờ vô. Chưa nghe, chưa nghe. Hai đứa xây xây người bỏ chút xíu thôi, xây bỏ chút xíu. Ừ vậy đó. Rồi chú ơi, chú né con chú. Xét cho luôn được. Rồi ok, rồi rồi nhìn thẳng vô bông chầu đi vậy. Rồi, giả đây nè. Rồi giả luôn. Giả tắt ga, tắt ga. Giả ngoài. Rồi rồi, đi vô luôn, giỡn chiếc nắng luôn. Rồi. Rồi bức chậu cao. Rồi. Cười lên với dâu ơi, cười lên, nhìn vô, cười lên, thả. Rồi, rồi chậu đây dưới. Rồi, chậu đây lên. Anh lấy chú ơi, lấy chú ơi. Rồi, bưng cái dĩa lên với dấu ghế ơi. Rồi, đó là nhìn thẳng bằng thờ đi, nhìn thẳng bằng thờ nè. Cười lên nha, cười lên nè. Rồi cúi đầu một cái. Rồi mình bỏ đồng hồ luôn nha. Đi chim cá đèn đi không? Để dưới cơ nó đem vào đứng lại đây. Ở đây này. Để dậy nữa nha. Để mình cắt đi. Mình rồi mình nghe dĩa đó là bà thả gì đó. Rồi xong đi đi cho hậu chút kem thấy luôn. Xéo xéo mong mong cái là. Xéo xéo dài nha, xíu luôn rồi. Cuốn vô nó nhấp lại chặt chứ nếu nãy đầu sát vô luôn mà hai đứa sát đầu luôn chứ. Ờ đẹp đẹp đó. Rồi tới lên nè. Rồi 2 3. Rồi cái không có dâu đâu, không có không luôn cũng vậy. Nhắm mắt lại cô dâu ơi, nhắm mắt lại. Rồi cười lên cô dâu, cười lên, cười lên. Rồi cảm ơn. Rồi cái bông nhạn đặng còn cái đâu có bánh kem. Dạ rồi ok. Dạ thôi đừng cắt nghe, hơi hơi thôi đừng rồi chờ bảnh rồi lấy ra thì cắt.
Rồi, cái nhà hướng này, cái nhà hướng này này, bắt chơi ơi. Từ từ nha, được con lấy hình cho đẹp cái nhà, cười lên, cười lên nè. Rồi, ok. Cùng lấy nè, hai bà xuôi ơi, cùng lấy. Hai bà ơi, thẳng em ơi, cùng lấy ơi. Rồi, ok. Đổi cái hình, khỏi chơi ngồi luôn nha. Ngồi luôn, ngồi luôn. Rồi, cả chậm vô thêm không? Rồi hai bác ơi, hai bác nhận rượu nhìn máy nè, bác ơi ra ngoài nè, ra ngoài bác ơi. Rồi tất cả xuống đây cho đi con. Hai ba. Rồi cũng đi bác ơi. Cũng đi nè, cũng đi nè, cũng đi nè. Vô ghế thẳng nè. Chú ngồi ngồi xuống đi. Rồi. Rồi ok nhìn đây chú ơi. Rồi cảm ơn chú rồi, cạn ly luôn. Từ từ nha, từ từ. Đó, mấy chỗ nào rồi xong rồi, nhìn con nè chú. Ừ đó các ăn nha. Rồi cười lên đâm nha. Cầm vô tay rồi mà không ăn sao ăn đại diện là phải chăm á. Trời trên là để đặt công xin là đại diện là một trai trên công bố là lấy dâu và lên đồng kính mời gái cho chàng tay mấy người. Nhìn thẳng cái máy nè, nhìn thẳng cái máy quay mặt qua đây chút nữa. Rồi tôi đứng nè, tôi đứng đi con lại nè. Rồi lên thấy gần đó chú ơi. Thế à? Rồi làm. Rồi sát vô. Rồi rồi hãy đứng vô cái phần rồi nha. Rồi ok sát vô nha. Chú vô luôn rồi chú. Rồi đúng rồi coi đó nha. Hai ba coi bắt tay ơi, bắt tay ơi. Rồi, ok, cảm ơn nhiều. Rồi, hãy bắt tay cái này nè, hãy bắt tay cái này, rồi, hãy bắt tay cái này luôn nè, hãy bắt tay cái này. Vô ghê, vô ghê, nè, coi nè. Rồi. Rồi, đi phải không? Cô của ông là bà dâu của tôi. Chia sữa lại. Rồi, cởi buông đây, 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 chú ghê. Rồi, cởi đấy cho coi. Giữ nguyên nha, giữ nguyên nha. Rồi, vô rồi, cởi đấy nè, vô rồi. Cái nổ luôn, cái nổ luôn, cái nổ luôn. Ngã đầu dậy xíu, gãy xíu, rồi, hơi, rồi, chạy. Rồi, ok. Rồi, nhìn anh không? Rồi, lên xe, dẫn tay lên xe. Xe đâu? Xe đắng. Chú ghế ơi, chậm chú ghế, cây ca hết đòn, chú ghế chậm nó lên xe kìa. Dừng lái ke, từ từ kìa. Để quay cái đòn này, nói lên xe ghế. Chưa, rồi coi cái nó nè, hai ba đã không rồi. Rồi đứng xin nha. Chưa cho bình tĩnh, lấy gì à năm nữa. Rồi không có dâu cái đó chúng ta. Coi nó bây giờ nó mất rồi, coi nè, đúng rồi, đúng rồi. Rồi lên xe, lên xe. Tao xưa rồi, tao có cái bông mà không có cái bánh rồi. Xưa tôi ở chỗ